Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, cho mình trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui là bạn trong video hướng dẫn Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và như các bạn đã biết thì dạo trước Run City của chúng ta đã có một quy định. Tại Việt Nam, chúng ta không thể tải tự game Run City trên các máy đang sử dụng hệ điều hành iOS được. Nói cách khác là bây giờ tại Việt Nam mà các bạn vào trên ứng dụng App Store của hệ điều hành iOS thì chúng ta sẽ không tìm thấy được tựa game Run City, không thể tải được và không thể cập nhật được các bạn. Đây là một vấn đề vô cùng là nhức nhối cho những bạn xài hệ điều hành iOS và kể cả những bạn chúng ta chơi trong cộng đồng, mà nếu như chúng ta gặp một cái sự việc không hay như thế này, nó ảnh hưởng rất là nhiều các bạn, ảnh hưởng đến số lượng người chơi, ảnh hưởng đến những người bạn, những người xung quanh, những người giao dịch với chúng ta, và nói chung sẽ là một mất mát vô cùng là to lớn nếu như những bạn chơi trên hệ điều hành iOS chúng ta không thể chơi từ game Run City được nữa. Chính vậy nên trong video lần này mình sẽ làm một video đó là hướng dẫn các bạn chúng ta cách tải tự game Run City trên ứng dụng hệ điều hành iOS nha các bạn, trên App Store. Chứ vậy nên nếu như bạn nào đang xài Android thì chúng ta cũng xem cho biết để hướng dẫn cho những bạn nào mà chúng ta chưa biết, chưa tải được ở trên các ứng dụng iOS nha các bạn. Hoặc là những bạn chúng ta đang tìm cách tải thì đây chính là video dành cho các bạn. Và hãy cùng mình bắt đầu luôn video lần này nhé. Một cái thông báo như sau, đó là New Việt Nam Regulation, một cái quy định mới tại Việt Nam. Với cái video mình cũng đã có làm trước cho bạn là về việc thông báo ở đây là việc mà trên ứng dụng iOS không thể tải tự game Run City do là quy định mới tại Việt Nam. Ở đây thì mình sẽ đọc lướt qua một lần nữa nha các bạn. Đó là do những chính sách mới tại chính phủ Việt Nam thì tự game Run City chúng ta sẽ không còn có sẵn ở trên ứng dụng App Store tại Việt Nam nha các bạn. Người chơi truy cập tựa game thông qua App Store tại Việt Nam đấy các bạn thì chúng ta sẽ không thể cập nhật trò chơi và chơi những trò chơi tiếp theo. Điều này chúng ta nói dễ hiểu ra là hiện tại bây giờ các bạn mà lên trên là ứng dụng App Store của hệ điều hành iOS nha các bạn sẽ không tìm được tựa game Run City để các bạn tải theo một cách thông thường nha các bạn. Chính vì vậy nên chúng ta vừa, nếu như bạn nào mà chưa có xóa đấy các bạn, thì mặc dù vẫn chơi được nhưng mà trong một cái khoảng thời gian rồi không cập nhật được thì cũng không thể chơi những trò chơi tiếp theo được các bạn ạ. Cho nên chúng ta cần lưu ý video này để biết cách. Thứ nhất là nếu lỡ là xóa rồi thì chúng ta có thể tải lại, nếu chưa có cũng có thể là tải lại. Mà nếu như chúng ta có rồi, một ngày nào đó cần để mà cập nhật thì chúng ta cũng có thể cập nhật được nha các bạn. Và đây, và trước khi vào video hướng dẫn thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Anh Tuyên vì bạn ấy đã cung cấp video. Bởi vì mình thì không có xài trên hệ điều hành iOS cho nên mình không thể thao tác ở đó cũng như là tìm hiểu nhiều. Vì vậy nên đã được là bạn Trần Anh Tuyên chúng ta quay video lại nha các bạn, và cũng edit video để hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tải được tựa game Run City này. Trong video trước thì mình đã hướng dẫn qua một cách, nhưng chúng ta có đến hai cách luôn các bạn. Vậy nên bạn Trần Anh Tuyên cũng đã làm thêm một video nữa để chúng ta có tới là hai cách. Và tùy vào những trường hợp cũng như là để cho các bạn chúng ta nhận xét và đánh giá có thể sử dụng một trong hai cách luôn nha các bạn. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video là cách đầu tiên, như là cách trước trong video mà chúng ta đã có làm ở trước nha các bạn. Đó là việc mà chúng ta sẽ chuyển vùng. Các bạn lưu ý đây là chuyển vùng chứ không phải là Fast IP sử dụng ứng dụng app Fast IP nha các bạn. Với cái cách đó thì dường như là theo như các bạn chúng ta test là không có được. Vì vậy nên chúng ta phải sử dụng cách chuyển vùng như trong video. Đây là cách 1 nha. Ok, còn cách 2 nó sẽ khá đơn giản hơn thì chúng ta sẽ đến sau nha các bạn. Rồi, để chúng ta có thể là tìm hiểu về hai cách cũng như là biết về những cái lưu ý của hai cách này luôn. Đây là video do bạn Trần Anh Tuyền cung cấp nha các bạn. Ok, bắt đầu video nào. Rồi, hello, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chuyển vùng để mà tải Run City nhé các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào trong ứng dụng App Store. Bây giờ giả sử mình tìm tựa game Run City ở trên App Store thì
tại Việt Nam sẽ không tìm thấy đâu các bạn ạ. Đấy, như các bạn thấy thì bây giờ là nếu như tại Việt Nam chúng ta sẽ không còn có sẵn tựa game Rock City nữa. Vậy nên chúng ta sẽ phải chuyển vùng, nhấn vào trong phần tài khoản, nhấn vào trong tên tài khoản nha các bạn. Đấy, khi này thì chỗ này chúng ta nếu như có bắt nhập mật khẩu ID Cloud thì các bạn nhập vào nha. Sau đó sẽ bấm vào chỗ là chọn vùng quốc gia nè. Rồi sau nữa thì khi này chúng ta sẽ chờ cho thanh chúng ta loan, rồi sau đó bấm vào thay đổi quốc gia hoặc vùng nha các bạn. Theo đó chúng ta sẽ lướt xuống và tìm đất nước là Singapore nha các bạn. Video lần này thì bạn Anh Tuyên chúng ta sẽ chuyển vùng sang là đất nước Singapore. Còn nếu các bạn muốn chuyển vùng sang đất nước Hoa Kỳ cũng được, nhưng mà các bạn phải tìm cho đúng mã zip code nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào đất nước Singapore, sau đó nhấn vào là phần đồng ý nha. Các bạn cứ đồng ý. Rồi sau đó mình sẽ chờ cho bản thanh tiếp theo chúng ta hiện ra. Và sau đó các bạn sẽ chọn vào nên. Rồi còn ở bên phía dưới các bạn sẽ nhập theo bạn là Anh Tuyên nha các bạn. Ok, về phần tweet này thì các bạn có thể là nhập đại nè. Phần tweet thứ hai cũng có thể nhập đại luôn. Đây, cái phần là boss code chúng ta sẽ phải nhập bắt buộc nha các bạn. Đấy, và chúng ta sẽ nhập mã của bên Singapore. Đó là 569933. Đây là mã chuyển vùng bên đất nước Singapore nha các bạn. Ok, còn về số điện thoại thì các bạn cứ nhập đại, miễn là đủ số là được nha. Ở trong video thì chúng ta sẽ nhập là 012345678. Rồi, ở trên phần là boss code thì các bạn sẽ để chỉ để mã thôi nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào là chữ tiếp theo. Rồi, các bạn sẽ chờ đợi một khoảng thời gian để chúng ta hoàn thành nha. Tới khúc này thì sẽ có nhiều máy chúng ta chuyển về trang chủ ngay. Còn nếu không thì các bạn cứ nhấn trở lại cho đến khi trở về trang chủ thì nó sẽ tự loan lại nha. Ok, đấy. Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ nhấn là quay trở lại nè. Rồi, bây giờ thì khi về trang chủ sẽ được loan lại nè các bạn ạ. Đấy, ok rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ tìm tựa game Run City. Đấy, và bây giờ thì các bạn có thể là tìm thấy được tựa game Run City, bởi vì chúng ta hiện tại đã chuyển vùng sang là bên đất nước Singapore nha các bạn. Đấy, có thể là mở Run City lên luôn nè các bạn. Ok, và trong cái video này thì mình cũng đã có tích hợp đó là một cái video nữa để nói về vấn đề là nhiều bạn chúng ta sau khi tải tựa game Run City ở đất nước Singapore rồi thì khi mà chúng ta mở vào đấy, chúng ta sẽ có thể là gặp lỗi 30%, thì chúng ta sẽ gặp lỗi 96%, 69% đấy các bạn ạ. Do không ở đúng là đất nước nhà mạng cung cấp. Và đây sẽ là clip hướng dẫn mọi người khắc phục. Thì nói chung là sau khi chúng ta đã tải được tựa game Rock City từ khi mà chúng ta chuyển vùng sang Singapore rồi, nếu như các bạn chúng ta gọi là để cho chắc ăn luôn thì hãy chuyển vùng về lại Việt Nam để mà có thể là khắc phục lỗi 69% nha. Ok, thì sẽ làm như sau. Rồi, đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ thực hiện lại các thao tác đó là truy cập vào trong đây nha các bạn. Đấy, trường hợp mà chuyển về lại Việt Nam rồi ấy, mà còn gặp lỗi 69% thì có thể là lỗi 69% thông thường chúng ta sử dụng Fast IP thì có thể vào lại, hoặc là chúng ta đã quen với bên IP của nước ngoài thì chúng ta sẽ chuyển sang lại đất nước Singapore nha. Rồi bây giờ thì các bạn cứ làm theo những cái thao tác mà như chúng ta chuyển vùng khi nãy để về gọi là Việt Nam lại nha các bạn. Đấy, thì bây giờ thay vì là chọn vào Singapore thì chúng ta sẽ chọn về đất nước là Việt Nam ở bên phía dưới nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ chọn vào ở bên phía dưới có Việt Nam. Rồi, các bạn chọn vào Việt Nam, sau đó cũng sẽ chờ đợi. Và trời ơi, cờ lan nghe tin gửi clip cho anh Quân là thấy nghiện các bạn ạ. Ok, thì chúng ta sẽ nhấn vào đồng ý nha các bạn. Và sau khi nhấn vào đồng ý rồi sẽ chờ đợi như khi nãy để hiện lên một cái trang thao tác. Và khi đến trang thao tác thì cũng là chọn vào là không nha các bạn, chọn vào nên đấy các bạn. Đấy, rồi sau đó ở chỗ đường thì các bạn có thể là nhập đại nè. Và ở bên phía dưới cũng là nhập đại nè. Đó luôn các bạn ạ. Thành phố thì sao? Cũng nhập đại nốt luôn các bạn ạ. Còn đây thì cái gọi là mã zip nha các bạn, thì chúng ta phải bắt buộc nhập. Đó là mã của Việt Nam, sẽ là 18000 của đất nước Việt Nam nha các bạn. Đấy, còn số điện thoại thì nhập đại, miễn sao đủ số là được, phải không nào? Ok, cũng là 012345678. Rồi, ở trên mã zip thì các bạn chỉ để mã zip thôi nha. Đó là 18000. Rồi, và sau đó chúng ta hãy nhấn nách và chờ đợi.
thì chờ đợi xong rồi đấy. Một là có thể là trở về trang chủ luôn. Hai là bây giờ cứ nhấn bách bách rồi sau khi vào trang chủ chúng ta sẽ loan lại. Đây, đã trở về Việt Nam đi các bạn. Xong video rồi, nhấn like cho anh Quân đi. Ui giời ơi. Đấy, thì đây là cách đầu tiên để các bạn có thể là tải tựa game Run City. Khi mà chúng ta hiện tại ở trên ứng dụng iOS thì không thể gọi là có sẵn tựa game Run City để tải trên App Store nữa các bạn ạ. Các bạn có thể là chuyển vùng sang là đất nước Singapore bằng cách là thực hiện theo các thao tác rồi sau đó nhập cái postcard, cái mỏ zip đó các bạn, mỏ zip của bên là đất nước Singapore vào. Sau đó chúng ta tải tựa game Run City về. Hay là các bạn có thể là, nếu như các bạn có rồi nha, thì cập nhật tựa game Run City rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục chuyển vùng về lại Việt Nam thông qua mã zip ở bên Việt Nam là 18000 nha các bạn. Sau đó rồi các bạn nếu như vào tựa game Run City chúng ta gặp lỗi 69% thì đã có video là khắc phục lỗi 69% bằng cách là chúng ta fetch IP nè, sử dụng wifi khác hay là bật 4G lên nè. Còn nếu như mà sử dụng hết tất cả mọi cách mà đều gọi là không vào được đấy thì có thể là do chúng ta đã thích nghi được bên đất nước Singapore nên các bạn sẽ chuyển vùng lại sang bên Singapore thì các bạn có thể là vào lại thử game Run City được nha. Ok, còn lại thì nhấn like cho anh Quân đi. Quá chu đáo luôn các bạn ạ. Ok, và đây là cái cách đầu tiên như là trong video trước mình cũng đã có hướng dẫn đến các bạn rồi. Thì bây giờ sẽ là cách thứ hai và cũng là video do bạn anh Tuyên chúng ta làm nha. Thì mình cũng có edit lại sương sương thôi các bạn ạ. Vẫn là cảm ơn lòng tốt của bạn anh Tuyên, giống như việc bạn ấy đang cống hiến rất nhiều, một người anh hùng vậy đó các bạn ạ. Ok, thì trong video thứ hai chúng ta sẽ có một cái cách mà nó đơn giản hơn cho các bạn. Lưu ý là cách này chỉ áp dụng cho những bạn nào mà chúng ta đã từng là tải Run City rồi, đã từng là nói chung là tải giống như là mua Run City rồi đấy các bạn. Ok, thì có thể là áp dụng cách này. Rồi, bắt đầu nào. Trời ơi, hình như là có intro các bạn ạ. Ghê dở. Trời ơi, cày thuê luôn. Trời ơi, quá ghê gớm các bạn ạ. Đấy, hello anh em lần 2 thì do mấy này nhận khá nhiều gạch đá các bạn ạ. Đấy, thì nói chung là hướng dẫn cách thứ hai. Ban đầu thì vào sẽ không tìm thấy từ game Run City đâu. Đó, tìm không thấy nha các bạn. Sau đó vào màn hình chính và nhấn vào tài khoản. Ồ, chọn vào đã mua. Đấy, chỗ đã mua nha các bạn. Đấy, sau đó thì tìm Run City nào. Wow. Đấy, tìm Run City xong thì đây rồi, nhấn vào thì không có gì đâu nha. Đấy, ok, mình sẽ đọc tiếng nha. Như anh em thấy khi mà click vào app sẽ không hiện gì là do đang ở Việt Nam. Còn anh em muốn tải thì click vào hình đám mây nha. Ok, đấy. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào hình đám mây. Rồi, wow, ok luôn các bạn. Trời ơi, vậy là chỉ cần chọn vào hình đám mây thì đây, tự game Run City đang tải rồi nè các bạn. Anh em clan Việt Nam 84 mãi đỉnh. Trời ơi, phải nói là một video nói chung là siêu nhanh luôn phải không các bạn. Ok, thì mình sẽ phân tích lại những thao tác nha. Nói chung là nhìn cũng khá đã mắt. Đầu tiên thì chúng ta có một cái intro nè. Sau đó là có nói chung là nick Facebook của bạn Trần Anh Tuyên nha các bạn. Đấy, nhiều khi gọi là mình ban đầu mình cũng hay là đọc nhầm tên của bạn ấy là Trần Anh Tuyên. Nói chung là mình có hỏi lại rồi nha. Đấy, đây là chân dung của gọi là một người anh hùng đã cống hiến cho Run City đây các bạn ạ. Ok, thì xong cái intro này chúng ta sẽ vào trong gọi là màn hình giao diện của bạn ấy. Thì bạn ấy có màn hình giao diện tu lành các bạn ạ. Tu lành khá là bộ sở kinh khá là khủng. Rồi, đầu tiên thì bạn ấy sẽ vào phần ghi chú để mà chào hỏi mọi người. Hello anh em lần 2, do mấy gọi là ngày nay nhận được kha khá gạch đá xây nhà của anh em về vấn đề tải Run City mà lằng nhằng quá. Thế nên hôm nay mình sẽ chỉ anh em thêm một cách đỡ lằng nhằng hơn. Ok, vô nào. Trời ơi, đúng là đỡ lằng nhằng luôn các bạn ạ. Thì nói chung chúng ta có hai cách và cách nào chúng ta cũng có ưu nhược điểm và cũng như là một số những cái hướng dẫn và lưu ý của nó các bạn ạ. Cách này thì nói chung là có vẻ là khá là nhanh đây các bạn ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Rồi wow, nice, tuyệt vời, wow. Đấy. Và đầu tiên thì sẽ là vào App Store nào. Có khoanh App Store luôn các bạn ạ. Đấy, sau đó chúng ta sẽ tìm gọi là Run City thử để biết là tìm không thấy đấy các bạn ạ. Đấy, ban đầu tìm Run City nhưng mà tìm không có thấy. Đấy, không có thấy nha các bạn. Đấy, không còn có sẵn ở trên Việt Nam. Bây giờ là về màn hình chính và nhấn vào tài khoản là nhấn vào cái chỗ khoanh màu đỏ đỏ đây các bạn. Đấy, rồi. Và bây giờ thì sẽ thay vì là trong video trước chúng ta nhấn vào tên và kiểu mà tài khoản ở bên trong đấy các bạn
thì chúng ta sẽ nhấn vào, chọn vào là đã mua. Ok, nhấn vào đã mua nha. Đó, rồi sau khi nhấn vào đã mua thì chúng ta sẽ có thể từ cái thanh tìm kiếm đấy các bạn, tìm tựa game Rock City nào. Ok, wow, tìm phát là ra luôn các bạn ạ. Đấy, sau khi tìm được rồi thì nói chung là đây rồi, nhấn vào thì không có gì đâu nha. Nếu như các bạn đã tìm được tựa game Rock City đây rồi mà các bạn nhấn vào ở gọi là hình ở đây nha các bạn, thì chúng ta sẽ không có hiện lên gì cả. Tại vì tựa game Rock City đã không còn có sẵn ở trên App Store ở Việt Nam, cho nên có nhấn vào cũng không thấy đâu các bạn ạ. Đấy, vì vậy nên như anh em đã thấy là nhấn vào thì chúng ta sẽ không hiện gì. Rồi còn cách là chúng ta click vào hình đám mây nha. Đấy, ở bên đây các bạn lưu ý là có một cái hình đám mây ở đây, thì các bạn có thể là chọn click vào hình đám mây nha. Nói chung ở đây là đối với là những bạn nào mà chúng ta nói chung á là đã xóa game rồi, đây, đã không còn tựa game Rock City ở trên máy nữa, thì khi mà nhấn vào đây chúng ta sẽ có biểu tượng đám mây để mà tải về lại nha. Đấy, nhấn vào. Rồi, ok, hiện ra thành công, ok luôn. Quá easy phải không các bạn? Nói chung là có thể nói là chỗ này là game là dễ các bạn ạ. Đấy, và đang tải Run City rồi nè các bạn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là cái hình đang ở khoanh tròn này là Run City chúng ta gọi là đang được tải. Rồi sau đó cái gọi là auto kết là anh em clan Việt Nam 84 mãi đỉnh. Trời ơi, theo gọi là video mà mình quan sát thì nói chung là bạn anh Tuyên chúng ta nói chung cũng có một nói chung là có sự năng khiếu về việc là làm video hướng dẫn này. Cái cách này chúng ta sẽ có một vài những cái lưu ý như sau. Đó là đối với bạn nào mà chúng ta chưa từng là tải Run City về thì chúng ta không thể sử dụng cách này được. Tại vì giờ mình nhấn vào phần đã mua là vào trong lịch sử, là chúng ta phải là đã từng tải về rồi. Nếu các bạn mua một cái máy mới hay là máy của một ai đó trước đó chưa có tải Run City thì chúng ta vào phần đã mua, chúng ta sẽ gọi là khó có thể mà thấy được tựa game Run City ở trong đó. Cho nên là vào cái trường hợp này sẽ dùng trường hợp là cách thứ hai. Đấy, chứ không phải là cách thứ hai thấy lằng ngoằng rồi lại không có giá trị đó các bạn. Thực sự là cách thứ hai rất là giá trị. Đấy, và kể cả việc mà nếu như các bạn chúng ta gọi là đang nói chung là có tựa game Run City rồi trên máy rồi mà chúng ta muốn cập nhật thì nếu như sử dụng cách này các bạn cũng có thể cập nhật được. Tuy nhiên không thể cập nhật được theo cái cách mà chúng ta vào rồi tải hình đám mây xuống, mà chúng ta phải là xóa tựa game Run City đi rồi sau đó tải lại như ban đầu. Vừa là nói chung là cái dữ liệu chúng ta phải tải lại nè. Nhưng mà lưu ý với các bạn là những bạn nào chúng ta đang chơi Run City mà chưa có liên kết ạc nha, chưa có liên kết tài khoản, thì các bạn không nên là sử dụng cách chúng ta xóa đi để mà cập nhật game. Vì cái phần trăm cơ may lỡ như các bạn tải lại mà mất luôn cái account cũ thì khác nào là chúng ta giả chàng xây cát vậy không các bạn. Cho nên khi dùng cách này các bạn cũng phải lưu ý, nếu như các bạn muốn cập nhật thì các bạn phải chắc rằng tài khoản của bạn đã có chúng ta nói chung là liên kết tài khoản rồi nha. Sau đó xóa tựa game này đi rồi tải lại, nó hơi là mệt, hơi là nói chung là tải nhiều. Nhưng mà nếu như vậy các bạn cũng có thể là sang cách 2 để mà chuyển vùng, sau đó cập nhật xong rồi chuyển lại. Đấy, còn không thì sử dụng theo cách này thì cần phải nhớ những cái lưu ý nha. Những cái lưu ý này thực ra là bạn anh Tuyên chúng ta cũng đã có là nhắc nhở mọi người, cũng đã có gửi gắm lưu ý vào nha các bạn. Một người làm video rất là có tâm. Đấy, cho nên là bạn ấy có một cái tâm nguyện như thế này nè các bạn. Nói chung là một cái mong muốn, nói gọi là vậy nó hơi gọi là hơi đặt nặng đi. Một cái mong muốn đó là được cho clan của bạn ấy có cái cơ hội để mà review clan ra mắt với mọi người đấy. Thì mình sẽ thực hiện ngay luôn trong video này. Đấy, để mà tri ân cái công lao mà bạn anh Tuyên đã đóng góp cho chúng ta nha các bạn. Hai video, và nếu như các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cũng có thể là comment bên dưới video, hoặc là các bạn nói chung là ủng hộ cho bạn anh Tuyên nha. Đấy, ok, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với tựa game Run City của chúng ta nha. Thông qua hai video thì mình cũng có đánh giá qua rồi. Cách đầu tiên là cách mà chúng ta thực hiện một cách đầy đủ nhất, và nói chung nó cũng khá là an toàn ở một cái mặt nào đấy các bạn ạ. Mặc dù nó hơi rườm rà một chút nhưng mà chúng ta chỉ cần là nắm được thì sẽ thực hiện rất là nhanh thôi các bạn ạ. Và cách này thì nó đầy đủ, nó sẽ tránh nhiều cái trường hợp rủi ro nha các bạn. Còn cách đầu tiên thì chỉ áp dụng được với những bạn chúng ta đã mua, và những bạn nào mà nói chung là đã mua rồi nhưng mà chúng ta lỡ xóa nha các bạn, thì xài cách này khá là êm, khá là nhanh. Nhưng mà nếu như xài cách này vào cái cập nhật thì cũng hơi tốn công một chút, và nói chung là cũng phải cần lưu ý rằng phải liên kết tài khoản nha.
Và nếu như chúng ta chưa từng tải Run City thì nên sử dụng cách 2. Ok, và bây giờ thì nói chung là trong video trước mình đã có review một clan của bạn anh Tuyên rồi. Trong video lần này mình cũng sẽ cố gắng là đưa hai chi nhánh clan còn lại cũng được là lên video nha. Chúng ta cứ xem như là một cái gì đấy để mà tri ân cho bạn anh Tuyên nha. Các bạn đừng rời mắt khỏi video nhé. Đây là một cái gì đấy để chúng ta gửi lời cảm ơn cũng như là tri ân đến bạn anh Tuyên nha. Thì clan đầu tiên mà mình sẽ review là clan 1/2 các bạn ạ. Việt Nam 84, anh em Việt Nam mãi đỉnh. Trời ơi, Việt Nam 84 mãi đỉnh các bạn ạ. Ok. Và đây, trong video lần này thì nói chung là trong clan của chúng ta sẽ xem thử là clan đầu tiên của bạn anh Tuyên sẽ có gì hot nha các bạn. Wow, mới vào thì thấy cơ bản là lục ca đây. Thì mình sẽ xếp sắp xếp theo cái Master Ball đi ha. Đấy, trời ơi, bạn lục ca ở vị trí đầu tiên luôn. Xem nào, cấp độ 83. Wow, đội hình của bạn ấy thì sẽ gồm là Frost Mantic Karma level 70 năm sao, Comet 5 sao 70, Chu Rồng Blood God thì đang ở level 60 các bạn ạ. Còn lại những Chu Rồng khác thì chúng ta có Chu Rồng là đội phó 5 sao nè. Ôi ôi, Trường Xuân 5 sao, Blast, Bobo Blast các bạn, 5 sao luôn. Cả Chu Rồng Ratus cũng 5 sao. Và một vài những Chu Rồng Helric khác. Thì nói chung là mình sẽ có những cái đánh giá kiểu giống như là mình sẽ đánh giá nhanh qua đi. Tại vì clan của bạn anh Tuyên thì cũng có rất là nhiều clan và nhiều thành viên. Và cũng như là sẽ mỗi người đều có một cái ánh sáng riêng phải không các bạn. Cho nên chúng ta sẽ sâu qua một là profile là chính nè. Nói qua một vài những cái đặc điểm và nói chung là một vài điểm nhấn. Thì điểm nhấn của bạn Luka là có Master Ball là rất là cao. Và có Chu Rồng là Karma. Đấy, theo hướng của mình thì cũng đã level 70 rồi. Ở đây thì bạn ấy nên cố gắng là đầu tư nốt cho Chu Rồng Blood God lên level 70 luôn các bạn ạ. Đấy, còn lại thì cứ phát triển như vậy là ổn áp rồi. Rồi, ok. Thì tiếp theo thì sẽ là đến bạn AJ này các bạn ạ. Trời ơi, không biết sao là mạng mình hơi lag nha. Chắc là mình sẽ chuyển sang gọi là 4G cho nó đỡ lag nha các bạn. Ok, profile. Bạn này thì chúng ta sẽ có là số điểm Master đứng thứ nhì clan nha các bạn. Thì không biết là đội hình như thế nào. Đội hình thì nói chung là so với bạn vừa nãy thì chúng ta đang là phát triển đội hình nhiều hơn các bạn ạ. Đấy, đang cần là sự phát triển nhiều hơn. Ở đây thì đội hình chúng ta cũng đã gọi là lên được level 40, có thể là tung cánh mặc sức mà bay rồi. Thì bạn ấy nên là phát triển Chu Rồng Blood God đầu tiên nè. Đấy, Comet thì cứ tiếp tục like lên 5 sao là quá ok luôn nha. Ratus thì cũng đã là 5 sao rồi. Chu Rồng Hexer Vampire có thể đầu tư là sau Chu Rồng gọi là Blood God, sau đó sẽ đầu tư một Chu Rồng Karma là đẹp trời luôn. Đấy. Rồi tiếp theo thì sẽ là bạn Windy. Đó, bạn Windy 2 nha. Thì đội hình của bạn ấy sẽ có một Chu Rồng là 5 sao ở đây. Khá là nói chung là mặt trăng nha. Đây chúng ta cũng có một Chu Rồng là thủ lĩnh clan chính nè. Mình nghĩ là clan này hình như là chắc là mới lập các bạn ạ. Đấy, cho nên nói chung là cũng có nhiều anh em là đang phát triển đội hình là chính nha. Đấy, đội hình là như thế này. Đó, bên dưới thì đang gọi là lên những Chu Rồng là level 40 nha các bạn. Đấy, Blood God thì cũng nên là đầu tư nè. Tiếp theo thì chúng ta đến bạn Hà Ngốc Nghếch. Trời ơi, không biết bạn Hà Ngốc Nghếch có ngốc nghếch thì không. Nhưng mà với đội hình mà có hướng đầu tư thế này thì có vẻ là bạn Hà biết chơi chứ mà ngốc nghếch gì nữa. Trời ơi, đặt tên vậy thôi. Ok, thì bạn ấy đã like những Chu Rồng khởi đầu khá là tốt ở vai trò vị trí Comet và Terraformer. Chứng tỏ là bạn ấy rất biết chơi nha các bạn. Và còn lại thì bạn ấy cũng có đầu tư cho mắt đỏ 2 sao và một vài những Chu Rồng cũng có nâng sao khác, nên đầu tư cho Blood God đầu tiên nha. Tại vì nói chung là Blood God là Chu Rồng kiểu như là xứng đáng vị trí top 1 đầu tư rồi các bạn ạ. Nên là đầu tư đầu tiên luôn. Đấy, thì ở bên đây chúng ta có thêm là Chu Rồng nói chung là thủ lĩnh clan chính nè. Và cả là Chu Rồng thợ săn zombie 3 sao luôn. Chắc là vẫn nói chung là đánh được trên run. Đấy, không sao đâu các bạn ạ. Đấy, tiếp theo là đến bạn Fit 2. Bạn này thì chúng ta sẽ có profile là một Chu Rồng level 60 đang là 5 sao nha. Thì có lẽ bạn ấy sẽ cần kiếm thêm nhiều trái cây. Nhưng mà nếu như để Chu Rồng này level 60 cũng được, tại vì lượng trái cây thì có thể là để dành cho những Chu Rồng đặc biệt như là Comet hay là Mai Mốt, cho Chu Rồng Blood God và những gọi là Chu Rồng kiểu như vậy thì lên cấp cao trước rồi sau đó dư trái cây thì sẽ để cho Chu Rồng thủ lĩnh clan 8 lên sau nha các bạn. Đấy,
Tiếp theo thì sẽ đến với bạn sĩ hoa, thì có lẽ là sĩ lớp hoa các bạn ạ. Trời ơi, sao lại không biết hoa đi. Rồi, đối với lại tình yêu của bạn sĩ thì chúng ta sẽ có đội hình đúng là nanh tình yêu 3 sao, đúng là người có tình yêu khác các bạn ạ. Đầu tư cho gọi là nanh tình yêu liền. Thì chúc bạn là đầu tư cho chú rồng gọi là Hexer Vampire lên 5 sao đầu tiên nha. Ồ, cũng có luôn là những chú rồng Karma ở bên phía dưới nè. Khá là ghi gớm đấy các bạn ạ. Đấy, đội hình thì sẽ là như thế này nha. Helric thì cũng có. Rồi, một chú rồng 5 sao là Kratos. Thì chúng ta có thể là like tiếp chú rồng Comet nha. Tiếp theo là bạn Flying. Bạn này thì chúng ta cũng có đội hình là đầu tư cho Blood God là ok rồi nè. Đầu tư like Comet. Nói chung là cái hướng đầu tiên mà đúng đắn đấy các bạn. Đầu tư đối với lại bên Off thì là Blood God. Đối với lại bên like thì là Comet hoặc là chú rồng Terraformer. Thì chứng tỏ là chúng ta đã đầu tư đi đúng hướng rồi đó các bạn ạ. Sau này thì sẽ đầu tư cho những chú rồng Karma sau nhé. Đây thì Ratos cũng đã 5 sao rồi. Các bạn như chúng ta là khá là hạp với chú rồng Ratos lại rất là nhiều nha các bạn. Helric cũng có Helric xịn sò luôn á. Ok, tiếp theo là bạn Thunder. Rồi, wow, chú rồng Comet 5 sao level 52. Ok, đối với lại chú rồng Comet thì các bạn cũng đừng ngại, chúng ta có thể nâng sao lên vì chú rồng này là chú rồng đặc biệt nha. Rồi sau đó thì có thể là đầu tư cho chú rồng gọi là Blood God. Nói chung là Blood God với lại Comet, hai chú rồng này đầu tư song song với nhau được nên không có vấn đề gì hết nha các bạn. Bên đây thì có chú rồng thủ lĩnh Clan 10 đang là 4 sao rồi. Đấy, chúc cho đội hình bạn ấy càng ngày càng phát triển nha. Rồi, tiếp tục sẽ là bên phía dưới có bạn là Nguyễn Kim Vĩnh. Bạn Nguyễn Kim Vĩnh với đội hình thì nói chung là đội hình cũng mới chơi nha các bạn. Tuy nhiên thì sức mạnh cũng đã tăng cao ở chỗ là có sức mạnh tình yêu. Trời ơi, bạn Nguyễn Kim Vĩnh có tình yêu không vậy? Có tình yêu luôn các bạn ạ. Đấy, 2 sao level 50. Ta ráng gọi là nếu lỡ đầu tư như vậy rồi thì đầu tư lên luôn nha các bạn. Hexer Vampire ít nhiều cũng chiếm vị trí là top 2 hoặc là top 3 trong dạng Vampire. Cho nên các bạn đừng lo lắng. Có thể là đầu tư trước Blood God cũng không sao nha các bạn. Ở đây còn một chú rồng gọi là Karma nữa nè. Hên đấy. Rồi, ở bên phía dưới thì chúng ta có bạn là số 6 nha các bạn. Đấy, Flamingo. Trời ơi, Flamingo xích. Quá ghê gớm luôn các bạn ạ. Cũng là chú rồng Comet và chú rồng bạn ấy muốn xài gọi là bộ đôi song sát là Comet Detonation và chú rồng Raifu. Ok, không sao, muốn đầu tư Raifu trước Blood God vẫn được. Nói chung là đó là hướng chơi thì vẫn không sao hết các bạn ạ. Đấy, thì chúng ta có những chú rồng khác ở bên phía dưới. Trời ơi, nhiều Blood God vậy. What? Nhiều Blood God vậy đó, gọi là có thể. Ôi, nếu như phân tách cũng được mà đầu tư mạnh lên được. Tại vì bạn ấy muốn kiếm nhiều trái cây hay là những chú rồng Blood God để thỏa sức siêu tập cũng không sao hết các bạn ạ. Đấy, đánh tiếp lấy mảnh. Nhiều khi là bạn ấy đang sử dụng mô hình là Blood God là đánh lên 60 rồi lấy mảnh summon ra đấy các bạn ạ. Nhiều khi là như vậy. Đấy, cũng chưa biết trước được đâu các bạn ạ. Rồi tiếp theo là bạn heo nha. Ok, bạn heo thì có chú rồng là Kratos 5 sao. Cái là đã nè. Level 49, ráng lên 50 nhìn cho nó tròn số nó đẹp. Đấy. Còn lại là khá là nhiều Helric luôn nha các bạn. Helric level 40 thì chắc là đánh ở trong language, ở trong những cái đợt đầu này thì cũng không sao rồi. Đấy, còn lại những chú rồng bên dưới thì đang lên từ từ cũng không sao hết. Chú rồng Abo lỡ 4 sao rồi thì ráng lên 5 sao luôn nha. Lên 5 sao rồi thì nhà ở trên không cần like những chú rồng ở trên không luôn. Cứ like những chú rồng ở dưới đất là cũng được rồi. Kiểu như là đầu tư like Comet và đầu tư like Terraformer cũng được luôn nha. Ta không cần like những chú rồng ở trên không nữa rồi. Đấy. Tiếp theo thì sẽ đến là bạn Tuấn. Bạn Tuấn chắc là bạn Tuấn Nguyễn. Cũng là Ratos đang lên 4 sao. Thì dường như là nhiều bạn chúng ta đang có hướng là đầu tư cho Ratos trước. Bạn này thì chúng ta đang có chú rồng là Karma 1 sao. Thì không sao. Nói chung là Karma mặc dù 1 sao rồi nhưng bạn có thể là đầu tư cho Blood God lên. Và đầu tư cho Hexer lên cũng được. Helric thì có một vài chú rồng Helric, cho chú rồng Helric cướp biển lên luôn level 40 vẫn gánh tem ngon nha. Đấy, cướp biển vẫn rất là ngon nha các bạn. Đấy, đội hình bên dưới là như thế này. Rồi level 51 nha. Rồi bên phía dưới thì chúng ta có chẳng lẽ nào là Hoàng Sabo. Tem bạn ấy nhiều bên Luffy quá các bạn ạ. Đảo hai tạc quá. Ok, là bạn Hoàng Sao nha. Wow, Hoàng Sao thì có chú rồng trong bát là đang 2 sao này. Có lẽ bạn ấy thêm chú rồng trong bát 2 sao nữa. Có lẽ bạn ấy là một người chơi hệ bát các bạn ạ. Divine bát.
Thì nói chung là không sao, nói chung có thể là phát triển hòn đảo nhanh và kiếm thêm nhiều mảnh ốp để đầu tư cho chú rồng Blood God. Sau này thì nói chung là Blood God rồi hai những chú rồng kia cũng sẽ đi theo bạn ấy trong một cái khoảng thời gian dài đấy. Không sao đâu nha, chúng ta đừng có gọi là mặc những lời nói gọi là khen chê ngã nghiêng, cứ chơi theo cái hướng của mình là được rồi. Đấy, thì sau đó chúng ta sẽ đến với bạn là Khánh Lâm. Khánh Lâm thì đang level 34 nha. Đấy, đội hình của bạn ấy là như thế này. Nói chung là vẫn chưa có nhiều điểm nhánh, nhưng vẫn có một vài chú rồng Heroic cùng với lại chú rồng Vampire. Thì trước mắt là như vậy, sau đó kiếm mạnh và summon Blood God nha. Đấy, tiếp theo thì sẽ đến với bạn là Khóc VC, là Khóc Vô Cùng các bạn ạ. À, chia buồn với bạn Khóc Vô Cùng nha. Đấy, thì có lẽ bạn ấy có chuyện buồn lúc mà mới lập tên của nick. Sau đấy thì bạn ấy có luôn là trời ơi, Fragmented Karma, Hexer Karma, Hexer Vampire chứ. Và luôn là chú rồng này 4 sao, chắc là chơi ở khúc đầu tiên chơi khá là sướng đấy các bạn ạ. Mặc dù tổng quan thì chưa có nhiều chú rồng chúng ta gọi là lên level cao lắm, nhưng như vậy là cũng được rồi nha. Đấy, tiếp theo thì chúng ta sẽ có bạn là Eplan nha các bạn. Ok, thì sẽ có là chú rồng Raifu đầu tiên. Đấy, thì sẽ nói chung là điểm nhấn là Raifu và những chú rồng khác thì đang gọi là lên cấp tăng tiến nha. Nói chung cứ đầu tư cho Raifu cũng được, nhưng mà hiện tại chưa đầu tư nhiều thì nên là đầu tư thêm Blood God và Light những chú rồng. Chúng ta nếu như mà chưa có team vàng ấy, thì cũng có thể Light ra tốt trước, sau đó hoặc là Light luôn là chú rồng. Nói chung là công thức đất và gió cũng được. Đấy, không sao, thức mất một trường xuân vẫn ngon nha các bạn. Là mãi điểm. Đấy. Rồi, thì tiếp theo sẽ là đến với bạn bên phía dưới. Sắp hết rồi nè các bạn ơi. Là đến bạn, nói chung là nhiều bạn mình đọc tên chưa đúng lắm thì cũng mong các bạn thông cảm nha. Đấy, thời gian của chúng ta thì có hạn, nhưng chúng ta còn gọi là review thêm một class nữa các bạn nhé. Đấy, nói chung là mình vẫn, cái tiết tấu của mình nó không quá chậm mà nó cũng nhanh vừa vừa thôi, chứ cũng không có phải là gấp gáp quá đâu các bạn ạ. Tại vì chúng ta đang tri ân và đang cảm ơn cho bạn là anh Tuyên nha. Đấy, đội hình của bạn ấy thì một chú rồng level 45, nhưng có vẻ là bạn ấy nâng như vậy là được rồi. Còn lại hãy chừa trái cây cho những chú rồng còn là đầu tư sâu nha. Từ mà phải lên một cách là chắc nịch luôn, như là Blood God nên lên sao nè, lại chú rồng Ratus, lại chú rồng là gió nè, có thêm team vàng rồi thì Terraformer và Comet là điều mà chúng ta sẽ hướng tới đầu tiên luôn nha các bạn. Đấy, ok. Thì bạn gọi là tót tay nha các bạn. Tót tim hay gì đó. Ok, rồi tiếp theo chúng ta sẽ hình như là những bạn ở bên thế giới, mình nghĩ là nhiều khi những bạn ấy là ở bên gọi nước ngoài luôn các bạn ạ. Nhiều khi là vậy. Ok, bạn 47 đi. Đấy, bạn này thì bạn mua đắt các bạn ạ. Ok, rồi ok, bạn mua đắt nha. Thì đội hình của bạn ấy không quá là đắt, nhưng mà mới gọi là lên thì như vậy cũng được rồi. Có hai chú rồng Heroic thì ít nhiều gì cũng đỡ đỡ được một phần rồi. Sau đấy chúng ta ráng kiếm trái cây và nâng lên level 40, sau đó là chiến thôi. Rồi, vẫn chưa có đầu tư hướng rõ ràng, nhưng mà vẫn có một chú rồng Vampire ở đây nha. Chú rồng gọi là Evinert thì nói chung cũng xếp hạng mặc dù không quá cao, nhưng mà xài cái thời gian ban đầu vẫn khá là ok nha. Hơn nhiều so với chú rồng là Waterfall và chút là và như vậy đấy. Ok, rồi ở bên phía dưới thì chúng ta sẽ đến với lại bạn Daddy. Đấy, gọi là bạn ấy là như vậy nha. Thì sẽ là có những chú rồng level 35. Wow, chú rồng Comet gần 5 sao rồi, cố lên nha. Lên 5 sao rồi chúng ta gọi là bán lấy bơ lên Comet luôn đó. Rồi sau đó thì nói chung là vẫn đầu tư song song cho chú rồng Blood God nha. Bên phía dưới thì vẫn chưa có nhiều chú rồng lay gần lắm, nhưng mà mới chơi như vậy là ngon nai sư rồi, biết cách là lay rồng hiệu quả và lay được nhiều. Còn bạn cuối cùng là nick mới chơi của cô leader là bạn Toán Anh Weebu luôn các bạn ạ. Thì có lẽ bạn ấy là một người biết chơi nhưng mà đang lặp lại nick thì như vậy thôi các bạn ạ. Chứ cho bạn ấy thêm vài tháng nữa là sẽ có sự tăng tiến vượt trội thôi các bạn ạ. Ok, và vì chúng ta mới chơi nên cũng chưa có nhiều điểm nhấn, nhưng mà thấy bạn ấy mới chơi mà đã like được chú rồng Terraformer là cũng thuộc thứ dữ rồi. Đấy, cho nên là cũng mong là bạn ấy sẽ sớm phát triển hòn đảo của mình nha. Nói chung là mới chơi thì chúng ta có thể là phân tách một vài mảnh để mà trend qua, sau đó gánh một thời gian tạo nền tảng, rồi sau đó chúng ta sẽ trend tài nguyên lại cho nick chính nha. Đấy là lời khuyên của mình.
Đấy, thì tổng quan về mình đi clan Việt Nam 84 1 trên 2 thì đa phần các anh em ở đây đều là những bạn mà chúng ta mới chơi. Tuy nhiên là những người mà chúng ta biết cách chơi, biết cách chúng ta gọi là lai rồng và đầu tư cho những chú rồng, thì có bạn là Hexer, có bạn Raifu hoặc có bạn là Blood God thì đều không sao cả. Nói chung kể cả là đầu tư cho Kama trước cũng vậy. Vì lời khuyên của mình thì nên đầu tư cho Blood God đầu tiên thôi. Đấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có những sự tối ưu. Nhưng trước sau gì nếu như chúng ta chỉ cần một tinh thần và vững chãi để mà có thể là tiếp tục hành trình, thì sau này chú rồng nào chúng ta cũng sẽ đầu tư lên rồi có thôi. Blood God rồi Kama hay là Hexer, Raifu thì giống như mình cũng đều sẽ có thôi nha các bạn. Cho nên chúng ta đừng lo lắng. Rồi và sau khi tạm biệt với clan đầu tiên của bạn, một chi nhánh nữa của clan bạn Anh Tuyên, thì chúng ta sẽ đến với lại chi nhánh thứ ba, nói chung là cũng là chi nhánh cuối cùng luôn nha các bạn. Đó là khoan, đó là 1/3 các bạn ạ. Wow, đặt tên như vậy nói chung là để chúng ta kiếm thì dễ ra, nhưng mà cái việc chúng ta nhập thì nó hơi là khó nha. Wow, clan này thì có vẻ là khá là mạnh mẽ đây các bạn. Ui rồi ôi, hình như là nói chung là clan chúng ta Master Ball hình như là thấp hơn clan trước phải không các bạn? Nhưng mà chưa gì mới vào thấy bạn đặt tên là Lọt Khe là đã thấy một cái gì đó rồi các bạn ạ. Level cao nhất bên đây chúng ta nói chung là 69 nè. Thì nói chung á, Lọt Khe á, các bạn chúng ta đừng có suy nghĩ sâu xa nha, cứ suy nghĩ là khe rừng, khe núi gì đó, chẳng may chúng ta đi qua rồi lọt thôi. Thì người ta gọi Lọt Khe thôi, cái gì đâu mà chúng ta gọi là phải gọi là suy nghĩ sâu xa phải không các bạn? Đấy, người ta sẽ gọi là vào xem gọi là profile. Wow, wow, bạn profile của bạn Lọt Khe có vẻ là có vẻ điểm đấy các bạn ạ. Mặc dù là chưa có gọi là đánh sâu vào những chú rồng sức mạnh đầu tư, nhưng mà chúng ta đã có commit 5 sao level 70 nè. Rồi chú rồng gọi là commit, rồi bên đây là có luôn đội phó và đội trưởng nè. Ratos bên dưới thì có luôn là chú rồng Mikiway và kể cả là thủ lĩnh clan 7, thủ lĩnh clan 9. Đây là một cái lực lượng khá là đáng gồm nha, có cả là rồng gió luôn nè. Đấy, và nói chung là bạn ấy chỉ cần là đầu tư nhiều cho bên hướng của Blood God. Đấy, tiếp tục như vậy là ok nha, profile rồi sẽ thêm vàng. Wow, thì mình nghĩ là có lẽ là clan 2 sẽ là lập rồi lập clan 3, cho nên clan 3 sẽ là mới hơn clan 2. Đấy, cho nên những bạn ở đây thì có lẽ là cũng sẽ là những bạn mới chơi luôn nha. Trời ơi, God of Car các bạn ạ. Thì bạn ấy là chúng ta, ôi sao giống đội hình của một bạn nào đó ở bên clan vừa nãy các bạn. Cũng là đầu tư cho thủ lĩnh clan, nói chung là cũng có thủ lĩnh clan 8 ở đây là 5 sao nè. Bên kia 60, bên đây là 65. Đang đầu tư cho Blood God, ok nice. Đang, ôi đang lỡ like chú rồng Abo rồi, ráng lên 5 sao luôn nha. Có mua skin rồi luôn nè. Đấy, chú rồng thủ lĩnh clan 7 đang 4 sao. Thì nếu như được thì sử dụng công thức để mà ráng like lên 5 sao luôn nha, cho nó gọi là trọn viền sức mạnh. Ở bên dưới thì nói chung cũng đang phát triển lên, nhưng mà hàng trên phát triển như vậy là cũng ok theo một cái hướng. Nói chung là cũng ổn áp rồi các bạn ạ. Tiếp theo là có bạn Núp này các bạn. Bạn Núp nhưng mà bạn ấy biết like được hai chú rồng gọi là commit với lại detonation, nói chung là từ rất sớm commit detonation và chú rồng terraformer từ rất sớm là ok rồi. Raptor luôn. Đấy. Thế mà sao mà Núp được các bạn? Đầu tư gọi Blood God đồ gì luôn nè. Khá là ghê nha, đội hình bạn này thì chắc là xếp thứ dữ trong clan đấy. Không đùa được đâu. Các bạn Khoa Trúc. Khoa Trúc thì bạn ấy cũng đang gọi là like theo hướng này luôn. Hình như là anh em clan được một ai đó dẫn dắt để mà hoàn thiện công thức là Ratos, rồi Tetonation và chú rồng Terraformer. Hay đấy, có lẽ có phải là leader dẫn dắt không, hay là xem video của mình hay như nào đó mà hướng rất là ok luôn các bạn. Và đang gọi là lên cho chú rồng Blood God mắt đỏ cũng có luôn nè. Rất ok nha. Hãy đánh giá là như vậy nha bạn Khoa Trúc 123. Bạn leader của clan là bạn Dương Dương. Đấy, bạn Dương Dương thì cũng là commit 5 sao. Đang là nâng lên nha các bạn. Rồi ok, và có mắt nai mắt đỏ luôn. Có chú rồng Gray luôn. Ok, nói chung là có Gray rồi thì đầu tư cho Gray là Kama lên 5 sao cũng được. Gray cũng là một chú rồng nói chung là Kama được đánh giá cao. Top 1, top 2 trong dàn Kama đấy các bạn. Mặc dù vị trí top 1 mình vẫn gọi là để dành cho chú rồng Frostmantic Kama, nhưng mà chú rồng gọi là Grace Kama cũng đang tỏ ra rất là có thế các bạn ạ. Đấy, ở dưới thì có gọi là Blood God cũng nhiều, chắc là cũng đang là đánh để mà summon mạnh đấy các bạn ạ. Ok, tiếp theo thì sẽ đến vào làng là
Bestie nha. Rồi, đây thì bạn ấy chúng ta quay chú rồng Raptor 4 sao skin, chú rồng Comet 4 sao và một vài những chú rồng khác ở bên dưới nha, cũng có sao rất là nhiều nè. Mặc dù là chưa có nhiều trái cây để mà nâng lên nhưng mà cứ tạm tạm là như vậy được rồi. Hay từ từ là nâng lên sau nha. Ok rồi, đến bạn Trill. Bạn Trill thì chúng ta sẽ gọi là wow. Mấy bạn chưa có nhiều điểm nhánh, khi mình nhìn vào thì chưa thấy nhiều điểm nhánh các bạn. Ở đây thì có lẽ bạn ấy vẫn đang lên từ từ đội hình mới chơi có lẽ là như vậy. Có Helric, có rồi Sương Sương, có luôn hai Tích Tinh Nịch. Nhiều khi là bạn ấy sẽ không có đá đâu các bạn ạ. Thì chơi từ thời đó tới giờ là cũng siêu cấp VIP Pro rồi đấy các bạn. Đấy, thì đây là chúng ta có đội hình Epic đứng đầu. Yeah, ok nice sự luôn. Rồi tiếp theo là Legend hay sao? Thì hướng đi cho bạn ấy là nên like những chú rồng trong clan với đẩy chúng ta gọi là có review qua đấy, và cũng như đầu tư cho Blood God. Đấy là hướng đi nha. Rồi tiếp theo là bạn Better Tail. Trời ơi, nãy thì wow, đội hình cũng rất là ổn áp nè. Cũng là ba chú rồng theo hướng nó luôn, và đầu tư cho Great Skama. Ok, đầu tư cho Great Skama cũng được. Và đang đầu tư cho gọi là Blood God thì chắc đầu tư sau. Ok, hướng như vậy là cũng ok nha. Đấy, đội hình như vậy nha các bạn. Nói chung đa phần là mới chơi tới cấp 39 mà được đội hình như vậy là quá dữ dằn luôn á. Mình nói thiệt rất là dữ dằn với bạn gọi là Better Tail luôn ý. Đấy, bạn gọi là cấp độ 52 là bạn Fan. Bạn Fan thì chúng ta đang gọi là có Prideful Blood God. Đầu tư cho Blood God nha, quay lại đầu tư cho Blood God nha. Đấy, rồi vẫn chưa có những chú rồng ta tập trung vào like lắm. Một vài những chú rồng 2 sao thì cũng được. Đấy. Rồi, tiếp theo thì sẽ đến bạn Linh Cận là Collider. Không biết bạn Linh Cận là con trai hay là con gái, nhưng mà để mình xem thử đội hình bằng thế nào. Uầy, bạn ấy khá là nhiều Kama các bạn ạ. Có chú rồng Helric Kama rồi. Có luôn chú rồng Kama ở gọi là hình như là Abyss Sun đấy. Và đây Kama Healing luôn các bạn ạ. Wow. Có lẽ là bạn ấy là người chơi hệ Kama. Nhưng mà cũng có thể là đầu tư cho Blood God lên cấp độ 57 nha. Đây, đội hình ở bên phía dưới thì đang phát triển lên này. Đấy. Tiếp theo thì sẽ đến với bạn là Trương. Wow, bạn Trương thì cấp độ 58. Thì điểm nhấn sẽ là chú rồng gọi là Epic 5 sao. Trời ơi, pháp sư gọi là tiên nhân gánh công lưng các bạn ạ. À. Rồi có chú rồng Comet và thủ lĩnh clan 10 đây các bạn. Rồi, Hexer với lại chú rồng Hero Kama dưới đây nữa. Đặc biệt là những bạn mới chơi mà chúng ta có nhiều Kama nha. Nói chung là chắc là cái gì đấy khá là ngon đấy các bạn ạ. À. Đấy. Rồi, tiếp theo là bạn Pro Hiệp. Pro Hiệp tương lai sẽ pro như là đại hiệp các bạn ạ. À. Đấy. Đây thì là chú rồng Blood God và mắt đỏ, cũng phải là những chú rồng Kama khác ở bên phía dưới cũng Blood God luôn, chắc là đang mô hình đánh đây mà. Đấy, đội hình đang lên nha. Nói chung đầu tư cho Blood God là chuẩn bài rồi. Chú rồng mắt đỏ đầu tư lên cũng được, với lại đừng bỏ quên chú rồng Kama đây nha, phát huy sức mạnh. Heolin cũng được, Heolin cũng là Kama tốt mà. Đấy, tiếp theo là bạn gọi là Forden. Ok, bạn này thì chúng ta sẽ có đội hình là Helric một sao đang là gánh tank, rồi chú rồng Hexer, rồi Comet tiếp tục like comic là chuẩn bài rồi. Ồ, bạn ấy là đi theo hướng là song long tình yêu là Hexer với lại Pride Fu. Ok. Chúc mừng, nói chung là cho cặp đôi chúng ta gọi là được phát triển một cách là song long các bạn ạ. Còn đây là bạn Phạm Văn Phong. Bạn Phạm Văn Phong thì sẽ là có những chú rồng như này các bạn ạ. Blood God 2 sao. Ok, được rồi. Rồi chú rồng thủ lĩnh clan 10 đang là 3 sao, có lại đang nâng sao từ từ các bạn ạ. Đấy, đội hình cũng có Helric. Đấy, dưới thì đội hình đang lên nha các bạn. Ok, ngon này sư. Rồi, tiếp theo thì đến bạn đẹp dai. Cô Lader đẹp dai. Đẹp dai nhất clan rồi các bạn ạ. Ui, Terraformer 45 level gọi là 5 sao. Đẹp trai nhất nhất cách các bạn ạ. Rồi, Raptor đang là 4 sao. Còn lấy chú rồng gọi là thủ lĩnh clan 9 các bạn ạ. Và Blood God. Blood God thì đang cần là đầu tư lên này. Chắc là đang thiếu trái cây các bạn ạ. Bên phía dưới thì để vậy cũng được rồi, cứ đầu tư cho những chú rồng ở phía trên trước. Đầu tư nền tảng có gọi là nền tảng ở phía trên tốt rồi sẽ đầu tư chú rồng bên phía dưới nha. Rồi, còn đây là Việt Nam tu con, mình nghĩ là cát các bạn ạ. Cát là kiểu như là cát C rồi kiểu như là cát sành đấy các bạn, cái là concert đấy, đúng rồi. Đấy, thì đây sẽ là đội hình sẽ có là Blood God và những chú rồng đang phát triển theo hướng concert các bạn ạ. Sau này có thể là nói chung là phóng to khẩu hiệu. Đấy, ok. Rất là nice sư nha.
đấy, đang gọi là thiếu những chú rồng, là đang gọi là cần những rồng lai nữa nha, tập trung vào bên hướng lai nha. Đấy, hướng đi blood god là chuẩn rồi. Ok, và kéo bên phía dưới nữa sẽ có bạn Giang, rồi có biểu tượng lá cờ Việt Nam nha. Đấy, rồi hình của bạn Giang thì bên phía dưới nói chung là chưa có nổi bật, nhưng mà bên phía trên cũng đã có là đang like chú rồng Terraformer là tốt rồi đấy, và đang đầu tư cho Raifu một sao. Ok, còn Nai Sư cấp độ 39 mới chơi như vậy là cũng được rồi. Đấy, tiếp tục thì sẽ có là Hiếu có người yêu. Wow, để xem sức mạnh có người yêu sẽ như thế nào nha. Ui rồi rồi, có chú rồng gọi là nhặt máu để luôn, có Harris luôn nè. Harris nâng lên lấy đà trước nè. Đấy, hai Harris nâng lên lấy đà trước rồi chống cự rồi. Sẽ like chú rồng Terraformer Comic và nói chung là cho chú rồng Grutton và Fabio ban đầu gánh tem cũng được. Sau đó đầu tư cho Blood God và lên trên tiêu điểm là chuẩn bài rồi. Theo hướng như vậy nha. Bạn cuối cùng sẽ là gáy vừa thôi. Ok, gáy vừa thôi. Gáy vừa thôi chúng ta có rất là nhanh, rất là siêng năng làm những chú rồng gọi là Terraformer 5 sao nha các bạn. Khá là siêng năng chăm chỉ. Đấy, ở đây là Terra 5 sao, còn đây Terraformer thì lên được là 2 sao rồi. Rất là ok nha. Đấy, để đội hình của bạn ấy mạnh lên rồi bạn ấy sẽ gáy nhiều lên các bạn. Ok, hướng phát triển thì cũng giống như là bạn trước, chúng ta sẽ tập trung vào line này, tập trung vào những chú rồng nên đầu tư như là Blood God Hustle này, sau đó là sang Kama tiết kiệm trái cây để nâng cho những chú rồng ở phía trên, cũng như mở khóa những cái mốc giới hạn cao nha. Rồi, vậy là mình cũng đã đi hết một vòng là cỡ lan Việt Nam 84-1-3 đang gọi là còn một chỗ upli vào. Bạn nào chúng ta nhanh tay chúng ta upli vào để mà nói chung là chung sức với lại anh em trong clan nha. Clan của các bạn thì nói chung là của bạn anh Tuyên thì nhiều clan, nói chung chúng ta cũng hay làm rương xấu lắm các bạn ạ. Đấy, cho nên là việc đó chúng ta cứ yên tâm vào mà cống hiến thôi. Ok, và thông qua video lần này thì mình cũng đã hướng dẫn đến các bạn là việc chúng ta có thể tải tự game Roll City trên hệ điều hành iOS thông qua hai cách. Nhờ bạn anh Tuyên chúng ta cũng đã chia sẻ và cống hiến, cũng như là mình đã thực hiện mong muốn đáp ứng là yêu cầu của bạn anh Tuyên về việc là nếu được mình review luôn cả hai clan, thì mình cũng đã thực hiện xong nha, xem như là món quà tri ân. Ok, và có lẽ video của mình đến đây hết rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn các em, chia sẻ cho thầy đi.